Copa Roger. Miếng cốt pha kia nó mang xuống mình hay nó mang đi đâu rồi? Hả? Đấy, mấy miếng cốt pha kìa. Pha của nó nó chẳng phải đi. À, đúng rồi. Nói như cũng đến thì chẳng phải. Đây nhé. À, bọn này tính theo mét à? Để cái gì các bạn? Cốt pha, cơ cốt pha bắt đổ cột và tính theo mét dài. Dài. Dòng kéo xem cậu đấy ra chạy mới để ông quay không được mới có điện thoại cậu mới cậu đòi để ông quay chưa đấy đấy dùng quá chỉnh mái chỉnh cái cút vẫn có thể chỉnh đến theo là tầng 3 đến tầng 3 chia sẻ quý vị các bạn kênh YouTube Hà Toàn Quân chia sẻ video về cầu cốt pha lên tầng 2 để ghép đổ trụ cột. Cột pha đã được cẩu lên, đang luồn lách các dây điện.